Thưa quý vị, đuối nước có thể xảy ra với bất kỳ ai, nhưng hoàn toàn có thể phòng chống. Nhận thấy tầm quan trọng của việc phổ cập kỹ năng bơi an toàn cho trẻ em để giảm thiểu tai nạn đuối nước, những năm qua, phong trào dạy học bơi trong trường và ngoài nhà trường tại Đà Nẵng đã phát triển mạnh mẽ và mang lại hiệu quả. Phóng sự được thực hiện nhân ngày Thế giới phòng chống đuối nước. Mùa hè là thời điểm các lớp học bơi trên địa bàn thành phố thu hút đông đảo học sinh theo học. Bên cạnh các hồ bơi tư nhân, đến nay thành phố Đà Nẵng đã có hơn 78% trường tiểu học, 40% trường trung học cơ sở có hồ bơi. Nhiều học sinh đã được tiếp xúc với môn bơi lội từ khá sớm. Tiếp xúc bơi lội từ hồi năm 8 tuổi. Các vận động viên sẽ biểu diễn vào buổi sáng thì cỡ 5:30 đi bơi, cỡ 30 phút đến tiếng. Em cảm thấy bơi lội thì giúp em rất là sảng khoái và khỏe, phát triển chiều cao. Tại Việt Nam, đuối nước là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em từ 5 đến 14 tuổi. Những năm qua, thực trạng đuối nước ở trẻ em không chỉ là nỗi đau, nỗi mất mát của các gia đình có trẻ em tử vong, mà còn khiến toàn xã hội bức xúc, lo lắng. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, trang bị kỹ năng bơi lội cho con em là ưu tiên hàng đầu của nhiều phụ huynh trong mùa hè. Đây là nhà mình thì có hai cháu, một cháu là 8 tuổi và một cháu 13 tuổi. Thì các con đã được tiếp xúc với môn bơi lội từ rất là sớm, từ lớp 1 vào cái thời điểm mùa hè khi các con được nghỉ học thì hai vợ chồng mình cũng sắp xếp để cho các con được tham gia các môn bơi lội, vừa rèn luyện sức khỏe và tăng các kỹ năng cho các con. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã gửi công điện yêu cầu phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước đến từng trường học, lớp học, từng học sinh, đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho học sinh trong trường học. Tại thành phố Đà Nẵng, mùa hè năm nay, các trường học có bể bơi trên địa bàn thành phố đã tổ chức dạy bơi miễn phí cho học sinh. Thì việc dạy bơi của nhà trường là khai thác hết công suất từ 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa và từ 14 giờ chiều đến 18 giờ chiều. Tổng cộng số học sinh của nhà trường là 1.468 em và đã có 600 em học sinh đã được biết bơi. Cùng với hệ thống hồ bơi trong trường học, tại các trung tâm thể thao văn hóa trên địa bàn thành phố, những năm qua cũng đã được đầu tư các bể bơi hiện đại, phục vụ nhu cầu học tập, bơi lội, thi đấu của học sinh và người dân. Năm nay thì là cũng đã qua cái thời điểm dịch, nên bể bơi của trung tâm thể thao Liên Chiểu đưa vào hoạt động thì cũng là đúng vào cái dịp hè. Cho nên là cái điều kiện của các cháu rồi về đây sinh hoạt rất là đông, phụ huynh cũng rất là ủng hộ đưa các cháu về đây sinh hoạt rất là hiệu quả, rất nhiều nhóm tuổi, rất nhiều đối tượng nam nữ về sinh hoạt và tạo nên một cái phong trào rất là vui và phấn khởi cho cái mùa hè năm nay trên địa bàn quận. Tai nạn đuối nước luôn là nỗi đau cho mỗi gia đình nạn nhân, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh cho những người ở lại. Bằng những hành động thiết thực như cho trẻ học bơi, dạy cho trẻ các kỹ năng an toàn phòng tránh tai nạn thương tích. Mong rằng mỗi mùa hè đến, chúng ta sẽ không còn phải nhìn thấy những con số, những thông kê thương tâm.